Giờ này ở bệnh viện 5 giờ sáng có chú này, chú quét rác này, cô chú anh chị cũng gần sáng rồi. Nói chung này vợ em đau bụng gần sanh này cô chú anh chị, chắc sáng nay sanh đau dữ hoàng hoại, đau rồi sáng hồi khuya tới giờ mà bác sĩ lại chưa có cho sanh. Sáng sáng mới vô phòng sanh được. Em xin chào cô chú anh chị với các bạn nha. Thì sáng nay vợ em sanh rồi, sanh lúc vào đâu 8 giờ mấy thì tối đau. Tối đau nguyên đêm. Sanh rồi 5 phòng giống. Giờ em ra hồi em ngồi đứng vô em quay cho cô chú anh chị xem nha. Bé mà nó xanh trai nghe cô chú anh chị ngủ rồi tính tin cô chú anh chị giờ xanh xanh xong nè cô chú anh chị ra nằm bé ơi. Hành này tối đêm hôm đó. Ngủ. Thình. Giờ em ra em đợi em xin cơm từ thiện nha cô chú anh chị. Sáng và xe anh ta vô người ta phát cơm từ thiện, cơm chay nha cô chú anh chị. Giờ đứng đi đợi. Đợi xin em vô ăn. Giờ chuyển hai mẹ con ra phòng ngoài này nằm nè cô chú anh chị. Có vài ngày chắc có từng năm sáu bữa gì đó người ta cho xuất viện. Bên đó cũng có bé sanh, giường này có tới 3 người sanh, vợ em bé đó với bên đây nữa. Bên đây mấy đứa nhỏ nó lại nó thầm cũng bé trai, phòng này 3 bé trai không. Xin kết thúc clip đây nha. Tạm biệt cô chú anh chị nha. Mắt em nó bị đỏ nên em ra ngoài cũng không dám ở gần nhiều nữa. Em ra ngoài rồi. Tạm biệt cô chú anh chị nha. Mong cô chú anh chị đón xem phần tiếp theo nha. Khi nào mà vợ em xuất hiện về nhà em sẽ quay cho cô chú anh chị xem tiếp nha cô chú anh chị.